jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Xin chào các cậu, lại là mình đây. Tính ra thì cũng cần chục ngày nữa đến Giáng sinh rồi. Và cái thời tiết ở Hà Nội như này thì gọi là cơ mà nó khá hợp với mùa Giáng sinh các cậu ạ. Và cũng chưa đầy một tháng nữa là sẽ hết năm 2018. Cho nên là hôm nay mình sẽ ngồi ở đây để throwback một chút về một năm vừa qua. Một năm vừa qua có gì đáng chú ý? Cái đầu tiên đó là U23 và chiến thắng vang dội của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bộ phim đáng mong chờ của Marvel chính thức công chiếu đó là Avengers Infinity War, cuộc chiến vô cực. Các em 2K thì đã thi đại học và thế hệ 9X chính thức bị dục lấy chồng và lấy vợ. Âm vấn đề này thì vẫn chưa thể làm mình. Mẹ nói còn trẻ con chưa được yêu đương. Còn 4 năm của riêng mình ý thì nó là thế này này. Và điển hình là sau khi một năm kết thúc thì mình sẽ đặt ra mục tiêu cho một năm tiếp theo. Cơ mà đấy, chưa làm được gì đấy, một năm rồi. Thực sự là một năm trôi đi thì cũng có rất là nhiều tiếc nuối. Và khi nghĩ đến năm 2019 sắp tới thì điều đầu tiên mình nghĩ đến là lượng tiền 10 tuổi sẽ ít đi. Thực sự là nhớ lại ngày xưa thì những mỗi lần mình về quê thì sẽ kiểu tung tăng nhảy nhót các thứ, rồi các bà các bác sẽ kiểu gọi lại rồi nói là không ra đây mà mừng tuổi cho đấy. Xong giờ cứ mỗi dịp về quê điều đầu tiên mình thấy đó chính là trẻ con em đi quê. Xong giờ cứ mỗi lần mình về thì các bà các bác sẽ hỏi là thương có người yêu chưa cháu, dạo này hoành thế nào rồi, và chưa hết sẽ còn một đống con nít bùa mình. Và điều tồi tệ hơn là mình sắp phải mừng tuổi chúng nó trong 1-2 năm tới. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây. Thêm nữa là các anh chị hơn mình 3-4 tuổi thì đã gần như lấy chồng lấy vợ hết rồi. Và không còn ai ngồi nói chuyện tà lao với mình như hồi trước nữa. Các bạn chỉ đi đạo, chúng ta đã già thật rồi. Đấy, thôi hiểu vào một chút là cái sự già như thế. Nhưng thực sự là năm 2018 vừa qua của mình thì cũng tuyệt vời một chút. Cũng có thể nói năm nay là năm chạy sự kiện của mình. Có rất nhiều sự kiện mà mình đã tham gia. Thực ra nó chỉ là quy mô trường thôi, nhưng mà cũng cảm thấy tự hào. Như là ngày hội tuyển sinh gần đây của trường này, ngày hội hiến máu này, rồi thì Tết Lào này, hội nghị của trường này, rồi thì giao lưu cựu sinh viên nữa này, rồi cả giao lưu 4 nước nữa. Còn rất là nhiều cái khác. Nhưng mà bước ngoặt lớn nhất của mình trong năm nay đó chính là mình đã được làm việc tại Partial. Thực sự đây là mục tiêu mà mình đã đặt ra từ rất là lâu rồi, từ năm 2017 cơ. Và đến tận 2018 mình mới thực hiện được. Nhưng mà tâm sự một chút nhá. Nếu các bạn không biết thì hè năm nhất mình có cơ hội được biết đến và theo học tại Partial. Và sau khi xong khóa học thì mình có bận một số chuyện, cho nên là đến tận năm nay mình mới có thể quay lại để nộp CV xin việc vào Partial được. Tính ra thì cũng đã được hơn 1 năm rồi, nhưng mà mình vẫn muốn là nộp CV tại đây chứ không phải chỗ khác. Các cậu cũng đủ biết là sức hút của Partial đối với riêng bản thân mình và có thể là một số các bạn khác là như thế nào rồi đấy. Đó cũng một phần nhờ Partial mà tháng 11 của mình vừa rồi quả là một tháng mà ngày nào cũng tràn ngập tình yêu ấy. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đón ngày 20 tháng 11 với tư cách là một người đi dạy. Mình không tự nhận là một cô giáo bởi vì mình cũng chỉ là một trợ giáo của Partial thôi. Nhưng mà mình đã nhận được rất là nhiều lời chúc từ các bạn học viên cũng như là các anh chị đồng nghiệp trong công ty nữa. Và dù ít hay nhiều thì mình cũng đã cảm nhận được là mình đã giúp được các bạn học viên có thể một phần nào đó yêu tiếng Anh nhiều hơn và giúp các bạn ý có thể đạt được những mục tiêu của cá nhân mình. 2018 cũng là một năm mà chúng mình phải nói lời chia tay với rất là nhiều thứ. Như chúng mình đã được làm lễ tri ân để ra khỏi câu lạc bộ máu. Hay chúng mình thường nói trêu với nhau ấy là làm lễ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Và có nhiều em năm nhất năm hai đã kiểu buồn cũng có, khóc cũng có. Và có đứa con bảo là chỉ là đừng ra. Nhưng mà thực sự là chúng mình phải ra bởi vì đó là truyền thống câu lạc bộ mất rồi. Và mình đã phải nói lời chia tay với 2 lớp mà mình làm trợ giảng ở Partial gần đây. Cả 2 lớp tuy là buồn vui khác nhau nhưng mà cuối cùng vẫn là những sự tiếc nuối. Và mình thực sự hối hận khi không thể giúp các bạn được nhiều hơn như thế. Và ngay cả khi lớp học kết thúc thì chúng mình vẫn thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện giả phép với nhau.
và chúng mình không phải là bạn bè chỉ là ở tại lớp học partial nữa, mà chúng mình còn là bạn bè ở tại ngay cả cuộc sống bình thường. Thậm chí là có một số người bạn của mình hồi còn là học viên của partial thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau. Sự gắn kết tại partial là như thế đó. Thậm chí ngay cả mình sau khi xa partial hơn một năm rồi mà vẫn quay lại để apply vào nè. Và mình đã phải apply tận 3 lần mới được nhận vào đấy. Hơi xấu hổ nhưng mà nó là sự thật. Đó, một năm của mình thực sự là không có gì nó quá nổi bật ý. Nhưng mà mình vẫn rất là tự hào với những gì mình đã làm được. Vẽ hồi sao? Một năm 2018 của các cậu như thế nào? Hãy thử nghĩ kỹ xem, bởi vì không hẳn là chỉ có hai từ ân hận đâu nha. Hãy comment số bên dưới throwback năm 2018 và những dự định năm 2019 của các cậu nhé. Biết đâu sẽ tạo nên một động lực gì đó nho nhỏ cho bản thân thì sao? Chúc các cậu có một Giáng sinh vui vẻ và một năm 2019 nhiều niềm vui nha. Đây là Hoài Thu. Merry Christmas and Happy New Year.